Thời gian qua, nhờ việc thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục, chương trình đào tạo tại lớp chất lượng cao cho học sinh trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt hiệu quả tốt. Qua đó, chất lượng học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn hiện có hơn 1.500 học sinh được bố trí ở 37 lớp học, trong đó mỗi khối gồm có 4 lớp chất lượng cao. Theo chương trình đào tạo lớp chất lượng cao của nhà trường, Buổi sáng học sinh được học chính khóa và buổi chiều sẽ được học tăng cường nên phát huy được tính tự học chủ động, tích cực của học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Thì em nhận thấy rằng là mình có thể có được nhiều kiến thức hơn, mình có thể giải được nhiều bài tập hơn. Còn có chất lớp trên lần cao thì sẽ có thêm những tiết buổi chiều để mình có thể tìm hiểu những cái dạng bài tập mới, phải kết hợp để mình giải nó hơn. Ngoài đó thì khi mà các em tham gia các lớp chất lượng cao này thì sẽ có tham gia những cái chương trình mà ngoại khóa và là chương trình học tập trải nghiệm. Thì cái đó uh, cũng là một cái cái dịp để các em khắc sâu kiến thức và cái dịp để các em giải trí sau những cái ngày mà các em học uh, mệt mỏi. Và cụ thể thì uh, thấy các em uh, càng ngày cái chất lượng chất lượng cao nó sẽ thấy càng đi lên. Học sinh các lớp chất lượng cao luôn được định hướng giáo dục giảng dạy theo hướng phát triển năng lực sáng tạo hỗ trợ cho học sinh học tập bồi dưỡng kiến thức dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngoài ra nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tham gia trải nghiệm hướng nghiệp giúp các em có thêm kiến thức cơ bản áp dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn đạt hiệu quả tốt